niềm tin ánh sáng niềm tin ánh sáng Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh VOV Giao thông quốc gia tần số 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về chương trình lễ hội mùa xuân do các tình nguyện viên đến từ Tổ chức Việt Nam và những người bạn VAF dành cho các em học sinh khiếm thị. Tiếp theo sẽ là chia sẻ của em Nguyễn Quỳnh Hương, điều phối viên của Tổ chức VAF về lễ hội mùa xuân cũng như những hoạt động ngoại khóa mà tổ chức này đã triển khai tại trường Nguyễn Đình Triều Hà Nội. Phần cuối của chương trình, mời quý thính giả cùng gặp gỡ cô giáo Lê Thị Ánh Dương, hội viên Hội Người Mù tỉnh Thanh Hóa. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hướng tới ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, tối ngày 11 tháng 4 vừa qua, chương trình lễ hội mùa xuân do các tình nguyện viên đến từ tổ chức Việt Nam và những người bạn VAF dành cho các em học sinh khiếm thị đã diễn ra tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Triều Hà Nội. Mở đầu chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với sự kiện này qua bài phản ánh của tác giả Hoàng Lý. Thưa quý vị và các bạn, dù 18 giờ 30 phút, chương trình mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ buổi chiều, trong khu ký túc xá dành cho học sinh khiếm thị của trường Nguyễn Đình Triều đã rất nhộn nhịp với các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội, như trang trí hội trường, sắp đặt bối cảnh để tiến hành các trò chơi, và đặc biệt là các anh chị tình nguyện viên Việt Nam và quốc tế muốn tự tay mình chuẩn bị những phần bánh ngọt và đồ uống cho các em học sinh khiếm thị bạn nguyễn quỳnh hương điều phối viên của tổ chức VAF chia sẻ mục đích của lễ hội mùa xuân chính là tạo ra một sân chơi đặc biệt nơi các em học sinh khiếm thị có thể vui chơi cởi mở hòa mình vào với mọi người xung quanh qua những hoạt động thú vị chơi mà học học mà chơi của chương trình VAF cũng hy vọng có thể giúp nâng cao sự tự tin của học sinh khiếm thị trong việc giao lưu tương tác với bạn bè và tình nguyện viên quốc tế Ý tưởng cho lễ hội mùa xuân này là thật ra là bởi vì là bọn em luôn luôn có những cái hoạt động ngoại khóa cho học sinh, luôn luôn muốn là tổ chức những cái sân chơi bổ ích cho học sinh mà không chỉ là học sinh khiếm thị mà còn với cả học sinh mắt sáng bởi vì là em luôn luôn muốn là học sinh khiếm thị và học sinh mắt sáng thì có thể hòa nhập được với nhau. Thế nên cái ý tưởng đầu tiên là bọn em xây dựng là bởi vì là muốn có một sân chơi cho học sinh khiếm thị hòa nhập cùng với cả học sinh mắt sáng. Một cái thứ hai nữa là nó khá là trùng hợp vào cái dịp là lễ phục sinh mà Tình nguyện viên quốc tế của em đến từ các nước như là Đức, như là Pháp thì các bạn thường có lễ phục sinh này và đây là kết hợp giữa hai ý tưởng vừa là muốn cho học sinh có một sân chơi mà vừa là muốn để cho tình nguyện viên có cơ hội được sống xa nhà nhưng vẫn được trải nghiệm những cái giá trị văn hóa. Phát biểu khai mạc chương trình, thầy Ngô Văn Hiếu thay mặt cho ban quản lý học sinh khiếm thị nhà trường đã đánh giá rất cao những hoạt động hỗ trợ học sinh khiếm thị hòa nhập cộng đồng mà các tình nguyện viên của tổ chức VAF đã mang đến cho các em trong suốt hơn 5 năm qua. Đó không chỉ là những hoạt động liên quan đến học tập ngoại ngữ, mà còn là những chương trình ngoại khóa giúp các em thêm tự tin và hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới. Thầy Ngô Văn Hiếu nói. Tổ chức VF đã đến với thầy trò trường của thông cơ sở Nguyễn Đình Triều từ năm 2011. Các anh chị đã tham gia vào một lĩnh vực vô cùng trông gai, nhưng nó lại quyết định cái sự hòa nhập, cái sự tiến bộ của học sinh khiếm thị ở trường Nguyễn Đình Triều nói riêng và cái cộng đồng người khiếm thị nói chung. Các anh chị còn mang đến cho thầy trò chúng tôi những hiểu biết về văn hóa, những phong tục, tập quán của các bạn ở những nước mà có các bạn tình nguyện đến tham dự với VIF. Là đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí cho sự kiện, anh Thanh Long đến từ nhóm Chu Plus cho rằng đây là hoạt động thực sự có ý nghĩa vì nó góp phần tạo ra sự kết nối với tất cả mọi người nghĩ đến cái chương trình này thì điều đầu tiên mình nhớ đến một câu chuyện cổ tích rất là xưa là chuyển thuyết lạc long quân và âu cơ nó có nghĩa là chúng ta đều là chung từ một nguồn gốc mà ra cả mặc và cũng không có bất kỳ một sự chia cách hay là một sự phân biệt nào giữa những con người với nhau cả thì mình rất là cảm ơn từ phía nhà trường cũng như là tổ chức việt nam và những người bạn đã tổ chức một chương trình rất là ý nghĩa để giúp gắn kết mọi người đến gần nhau hơn xóa bỏ tất cả mọi khoảng cách cùng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc được thể hiện bởi các em học sinh khiếm thị và các anh chị tình nguyện viên Việt Nam và quốc tế. Phần hấp dẫn nhất của chương trình chính là hoạt động trang trí chứng phục sinh. Và để đến với hoạt động hấp dẫn này thì trước tiên các em học sinh khiếm thị phải vượt qua phần thử thách có tên gọi truy tìm kho báu. Các em học sinh được anh chị tình nguyện viên chia thành các nhóm nhỏ từ 5 đến 7 em, mỗi nhóm có hai tình nguyện viên phụ trách. Các nhóm tham gia giải đố trên hội trường, chỉ khi tất cả các thành viên của một nhóm giải hết được câu đố của mình, nhóm đó sẽ được đưa cho một ẩn số. Giải được ẩn số, các em phải tìm ra phòng mà nhóm mình cần đến để tìm chứng. Tại phòng này, các em cùng tham gia trò chơi nóng hay lạnh để tìm thấy những quả trứng đã được giấu sẵn ở trong phòng. Tình nguyện viên sẽ giúp các em học sinh tìm trứng bằng cách nói nóng nếu các em đang tiến gần về nơi trứng được giấu và nói lạnh khi các em đi xa dần nơi giấu trứng. Thành viên nào đã tìm thấy trứng của mình thì mới được tình nguyện viên dẫn lên hội trường vào góc sáng tạo. Tại đây, các em học sinh được trang trí những quả trứng phục sinh của mình với rất nhiều vật liệu khác nhau như màu vẽ, hạt cườm, kim tuyến, bông. Vừa trang trí trứng phục sinh của mình, em lã Minh Trưởng, học sinh lớp 8 hào hứng chia sẻ về ý tưởng của mình. Đầu tiên chúng em phải cất một lớp hồ lên để cho các đồ vật được dính vào quả trứng. Sau đó thì ra sẽ dính các hoa lá bướm à, lá cây thì em đã trang trí hai con bướm em chỉ cần rất ít thôi ạ không cần quá nhiều một con xanh một con đỏ và trang trí hoa xung quanh và một bông hoa ở phía trên một chiếc lá và ở phía dưới là mặt cười đấy ạ có cơ hội được tham gia rất nhiều chương trình do các anh chị đến từ VAF tổ chức trường chia sẻ đó thực sự là những hoạt động bổ ích và hấp dẫn đối với em em cảm thấy rất vui ạ từ ngày em vào trường đến bây giờ em đã ở đây được 4 năm ạ và cũng tham gia rất nhiều những hoạt động của tổ chức VF. Em thấy những hoạt động này rất là bổ ích với cả những học sinh như là chúng em và giúp đỡ chúng em trong việc học ạ. Không chỉ được hòa mình và những trò chơi sôi nổi, tham gia chương trình, mỗi học sinh còn được thưởng thức bánh và ca cao nóng do các tình nguyện viên của VAF tự tay chuẩn bị. Buổi lễ kết thúc với phần trao quà cho các em học sinh. Các học sinh học tiếng buổi trưa của VAF sẽ nhận được một trứng sô-cô-la và một phần quà đặc biệt dành cho những cố gắng và nỗ lực của các em trong suốt thời gian học tập cùng vf cũng như hy vọng sẽ là một món quà động viên tinh thần các em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ gắn bó với các em học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Triều trong suốt 5 năm vừa qua với hoạt động tổ chức các lớp dạy ngoại ngữ, các tình nguyện viên đến từ tổ chức Việt Nam và những người bạn còn mang đến cho các em khiếm thị nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Để cung cấp thêm tới quý thính giả những thông tin thú vị liên quan đến lễ hội mùa xuân cũng như những hoạt động ngoại khóa mà VAF đã triển khai tại trường Nguyễn Đình Triều Hà Nội, phóng viên chương trình đã có nội dung trao đổi với bạn Nguyễn Quỳnh Hương, điều phối viên của tổ chức VAF. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn Nguyễn Quỳnh Hương, chương trình lễ hội mùa xuân đã diễn ra với rất nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa. Vậy các bạn đã có sự chuẩn bị cho sự kiện này như thế nào? để có được buổi ngày hôm nay thì là rất là may mắn là bọn em đã kêu gọi được một nhà tài trợ rất là hào tâm đã tài trợ cho bọn em để bọn em có kinh phí thực hiện chương trình ngày hôm nay thì toàn bộ quá trình là bọn em đã chuẩn bị được gần một tháng trời nay để lên tất cả ý tưởng cũng như là làm sao để cho tiện lợi và thu hút được nhất đối với học sinh khiếm thị bởi vì học sinh khiếm thị thì sẽ có những cái đối tượng và cái cách thức để hoạt động cũng như là vui chơi nó sẽ khác biệt hơn một chút. Bạn vừa chia sẻ là với hoạt động vui chơi dành cho các em khiếm thị thì cần có sự tổ chức một cách khéo léo và tinh tế. Vậy yếu tố đó đã được thể hiện như thế nào trong việc các bạn thiết kế chương trình cho sự kiện này? thật ra thì em không bao giờ là phân biệt quá nhiều giữa học sinh khiếm thị và học sinh bình thường bởi vì đối với em thì học sinh khiếm thị cũng là học sinh bình thường chỉ có một cái duy nhất đó là chúng ta sẽ tinh tế hơn một chút trong cái khâu tổ chức thì bọn em có một cái là em luôn luôn muốn làm sao mà khi học sinh khiếm thị của chúng ta tham gia trò chơi thì các em sẽ trò chơi nào phải là bao gồm cả việc vận dụng trí não và hoạt động chân tay thì như thế thì các em sẽ có cơ hội và các em phải biết cách làm việc nhóm cái quan trọng nhất mà em luôn luôn thiết kế điều kiện tiên quyết để em thiết kế trò chơi đó chính là tinh thần đồng đội cao và sự sáng tạo của các em học sinh khiếm thị chương trình ngày hôm nay thật ra thì cái hoạt động trò chơi là một hoạt động bên lề vì hoạt động chính của bọn em thật thực chất ra là hoạt động trang trí chứng phục sinh và hoạt động trang trí chứng phục sinh này là được thiết kế cả cho học sinh khiếm thị và học sinh không thể nhìn thấy được các em vẫn hoàn toàn có thể tham gia trò chơi tuy nhiên là nếu như mà các bạn học sinh này có là khéo tay có là nhanh nhẹn và các bạn đã hoàn thành xong cái phần trang trí của mình quá sớm thì bọn em có thiết kế cái trò chơi này ngày hôm nay để các bạn ấy vẫn có một cái sân chơi khác cho các bạn ấy để các bạn có thể tận dụng được tối đa thời gian trong lễ hội ngày hôm nay thì những cái trò chơi này bọn em thiết kế nó sẽ là một chuỗi các trò chơi gồm có 3 trò và các bạn sẽ phải chơi liên tục từ việc sử dụng trí não để trả lời câu hỏi, giải đố cho đến việc những trò chơi vận động. Được biết trong nhiều năm qua, tổ chức Việt Nam và những người bạn VAF không chỉ hỗ trợ rất hiệu quả cho các em khiếm thị trong việc học ngoại ngữ mà còn có nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho các em. Bạn có thể chia sẻ thêm về một số hoạt động này ngoài việc là dạy tiếng anh thì ngoài ra bọn em cũng tổ chức rất là nhiều các hoạt động quanh năm ví dụ như là bọn em có lễ phục sinh mà trong đấy các em học sinh khiếm thị đã được tham gia từ khâu chuẩn bị từ khâu tổ chức hay là bọn em có những hoạt động như tết vừa rồi bọn em tổ chức nấu bánh trưng cho học sinh và các em đã làm tất cả các nhiệm vụ từ việc là xây bếp xây lò làm xôi cắt lá rửa lá gói bánh tất cả đều là dưới sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên nhưng là do chính bàn tay của các em học sinh khiếm thị làm nên vì như thế em tin rằng là các bạn học sinh khiếm thị các bạn sẽ nhận ra được là các bạn cũng có khả năng làm việc như các bạn khác. Cùng với VAF triển khai các hoạt động thì còn có rất nhiều tình nguyện viên quốc tế. Vậy với tư cách là một điều phối viên của tổ chức, bạn cho rằng các em học sinh kiến thị đã tiếp nhận được thêm những điều bổ ích gì qua việc được tiếp xúc với những người bạn đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới? Em có thể tự tin nói rằng là tình nguyện viên quốc tế là điểm mạnh của tổ chức Việt Nam và những người bạn bởi vì là nếu như các em học sinh ở đây tiếp xúc rất nhiều với các anh chị sinh viên trong nước nhưng khi các bạn tiếp xúc với cả các bạn tình nguyện viên các anh chị sinh viên thậm chí là những người đã đi làm sang bên việt nam để tình nguyện các bạn đã như là một bầu trời trí thức mới được mở ra cho các bạn thì đó là một nền văn hóa mới những kiến thức mới cách suy nghĩ mới cách sống mới và các bạn học hỏi được từ rất nhiều từ chính tình nguyện viên quốc tế của em cái các bạn học được không chỉ là học tiếng anh từ các bạn tình nguyện viên việt nam quốc tế của em mà là cái các bạn học được là học cách tư duy, học cách mở rộng tầm nhìn của chúng ta rộng hơn ra ngoài thế giới bên ngoài hơn là bó buộc mình chỉ ở trong một phạm vi nhỏ. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Quỳnh Hương đã có những chia sẻ với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ở hội người mù tỉnh Thanh Hóa, cô giáo Lê Thị Ánh Dương được biết đến là một tấm gương sáng về nghị lực. Nữ giáo viên là người khiếm thị duy nhất ở Thanh Hóa được đặc cách vào biên chế của ngành giáo dục. Cô cũng là giáo viên dạy môn tiếng Anh bằng chữ nổi duy nhất ở tỉnh. Nhưng ít ai biết rằng, Dương là nạn nhân của vụ tạt axit kinh hoàng cách đây 15 năm khi mới 21 tuổi. Trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về cô giáo khiếm thị giàu nghị lực này qua bài giới thiệu của tác giả Nguyễn Dương. Bài viết được đăng tải trên báo điện tử dinh.vn Sau giờ giảng dạy, cô giáo Ánh Dương đưa tay vị tường, chân lần từng bước chậm rãi trở về phòng họp giáo viên quen thuộc. Thấy khách hỏi thăm, cô niềm nở tiếp chuyện. Nhắc lại chuyện quá khứ, nữ giáo viên không ngần ngại chia sẻ, nhưng nét mặt buồn hẳn. Lặng trong giây lát cô Dương kể, tuổi trẻ từng có những năm tháng hồn nhiên với nhiều ước mơ hoài bão. Ánh Dương từ nhỏ ước mình là giáo viên như mẹ, lớn lên ước muốn của cô gái dần hiện thực hóa khi được tuyển thẳng vào khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Thanh Hóa. Tuổi đôi mươi, cô gái giỏi giang, xinh đẹp được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng rồi Ánh Dương lại đi trao trái tim yêu thương nhầm cho một người. Một đêm tháng 2 năm 2001, trên đường đi dạy về, Dương nghe thấy tiếng rú ga phát ra từ một chiếc xe máy. Trong chốc lát, kẻ ngồi trên xe bất ngờ tạt axit vào mặt cô gái rồi tẩu thoát. Dương ngã xuống đất, ôm khuôn mặt đau rát và khóc lóc gào thét kêu cứu. Người dân đưa Dương đến bệnh viện cấp cứu. Trải qua 6 ca phẫu thuật, bệnh nhân mới ổn định lại sức khỏe nhưng tinh thần xa sút Những vết sẹo chì chít khắp người và đôi mắt bị mù vĩnh viễn do bục xác mạc khiến cô càng đau đớn. Chấn tĩnh lại, ánh dương nghĩ họ tạt axit nhầm vì mình không hề gây điều ác cho ai. 25 ngày sau, công an điều tra ra hung thủ. Đó không ai khác là người tình cũ của Dương. Theo nữ giáo viên, trong thời gian yêu nhau, cô cảm thấy không hợp và từ chối tình cảm vì tính anh ta hay ghen tuông. Nghĩ sự việc sau đó là thôi, nhưng ai ngờ hắn lại gây ra hành vi tàn độc. 6 tháng sau, kẻ đó lãnh án tù trung thân và người em trai cùng thực hiện hành vi nhận án 20 năm tù. Về phần Dương, suốt nhiều năm cô trải qua 16 ca phẫu thuật cùng với những cơn đau tê tái. Cuộc sống của cô gái trẻ sau đó hoàn toàn đảo lộn. Dương tâm sự: "Thời gian đầu tôi chỉ nghĩ đến cái chết, bởi vì mình sống sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, tương lai của tôi đã chấm hết." Tôi đóng cửa ở trong nhà vì xấu hổ, không muốn gặp ai kể cả bạn bè. Một thời gian sau, được sự động viên của bố mẹ và ban lãnh đạo hội người mù tỉnh, cô mới bước ra ngoài và đến hội sinh hoạt Tại đây cô gái mới bắt đầu quên đi sự mặc cảm. Nữ giáo viên đầy nghị lực trải lòng, "Tôi thấy mình còn có hoàn cảnh may mắn, biết bao người có hoàn cảnh éo le hơn, họ còn vượt lên sống được nên tôi quên hết tất cả. Từ đó tôi chỉ có một khao khát là được dạy chữ nổi cho trẻ nhỏ." Lúc ánh dương tự tin bước ra ngoài cuộc sống sau tháng ngày cay đắng thì cũng là lúc tài sản gia đình Khánh Kiệt, bố mẹ cô đã phải bán nhà mặt phố để trang trải khoản nợ chữa bệnh cho con. Năm 2003, gia đình cô mua một lô đất ở khu cánh đồng Giao Tân An để cất căn nhà nhỏ sinh sống. Mảnh đất gia đình Dương mua chính là khu vườn của bố mẹ Nguyễn Đình Cường, người đã mang lại ánh sáng mới cho cuộc đời Dương. Dương kể, trong thời điểm đó hai người quen nhau, Cường thấy cô gái có hoàn cảnh như vậy nên thương và thường xuyên qua trò chuyện động viên. Cô tâm sự, chẳng hiểu thế nào sau đó anh lại đem lòng yêu thương một người tàn tật, có khuôn mặt xấu xí như tôi. Anh ít hơn tôi một tuổi, tâm hồn của anh rất rộng lượng và vị tha. Tình yêu của họ bị hai bên gia đình ngăn cấm kịch liệt. Dương bảo, gia đình chồng thì không nói làm gì, nhưng chính gia đình chị cũng phản đối vì nghĩ Cường đùa cợt trên nỗi đau của người khác. Hai năm sau, tình yêu chân thành của Cường đã làm cô gái có hoàn cảnh bất hạnh rung động. Tháng 8 năm 2005, Cường giấu bố mẹ cùng Dương mang hộ khẩu tới phường đăng ký kết hôn rồi dọn ra ngoài thuê trọ sống. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc ngập tràn. Chiếc giường được anh Cường kê bằng những viên gạch, còn bát đĩa thì được chủ trọ thương tình cho mượn. Hàng ngày, ngoài giờ làm thuê, anh Cường tranh thủ dùng xe đạp chở vợ tới hội người mù dạy chữ nổi cho trẻ. Năm 2008, tình yêu của đôi vợ chồng trẻ đơm hoa kết trái khi đón cháu gái đầu lòng. Anh chị đặt tên con là Nguyễn Lê Bảo Ngọc. Bé lớn lên khỏe mạnh, dễ thương và kháu khỉnh như một minh chứng cho tình yêu của họ cuộc sống hạnh phúc của các con trải qua thời gian cả một thập niên đã làm bố cường thay đổi chị vui vẻ nói giờ thì đến công đến việc thì hai bên gia đình đã qua lại với nhau bố chồng tôi rất yêu quý và tự hào về con cái ông có món ăn gì ngon đều mang qua cho cháu mới đây hội người mù tỉnh thanh hóa đã nhận anh cường vào làm bảo vệ để anh cường tiện bề chăm sóc vợ con buổi trưa anh chị được ăn nghỉ tại đây chiều đến anh đón con tan trường rồi cả gia đình trở về tổ ấm Tình yêu của họ như chuyện cổ tích giữa đời thường. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết, quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ chương trình Niềm tin ánh sáng, kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 10 số 58 Quán sứ Hà Nội hoặc thư điện tử niềm tin ánh sáng a.gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.